trải nghiệm Game World được mang tên là Thành phố không ngủ trong buổi sáng ngày hôm nay nha vị. Đây, hôm nay đoàn chúng tôi là buổi sáng ngày hôm nay đoàn chúng tôi là đã đến là Game World nha. Và hôm nay cái tình hình ở khu vực này gọi là rất là đông luôn à. Đây, Game World này hoạt động là từ sáng sớm cho đến là 24 giờ luôn nha vị, 24/24 luôn á. Dạ. Nhưng mà mình muốn chụp hình đẹp á là mình sẽ là đến Game World vào khu vực ban ngày hoặc đặc biệt là buổi sáng là chụp hình đẹp nhất. Đây, ngoài đoàn là việc tourist của chúng tôi ra thì cũng có rất là nhiều đoàn khác đã đến khu vực là nhà nhiệt che chụp ảnh như vậy. Đây là biểu tượng chính của Game World, được đúc kết từ 32 ngày trên tầm phong như vậy, được nhập từ Tây Ninh về. Rất là đông như vậy. Đặc biệt là muốn đông nhất là đa phần là du khách mình là tập trung vào buổi tối là chủ yếu nha. Ban ngày của mình là chủ yếu, mình đến đây mình tập trung mình sống ảo là chủ yếu. Tại khu vực Game World này á là cũng có rất là nhiều show cho du khách mình tham quan nha. Như là vào buổi tối là 20:45 có chương trình là Tinh Hoa Việt Nam ở khu vực bên đây. Đây, hoặc là có chương trình cho du khách mình gọi là đi thuyền trên dòng sông Venice. Đây, hai vị khách của Vietjet đây. Bữa nay do trời hơi sớm trên đồn của chúng tôi là đã dừng chân tại khu vực là nhà tre để chụp hình trước, sau đó là tối mới quay lại nha. Đây, những vị khách của Vietjet. Dạ. Thì là mình ở trong cái khu Game World này quý vị, là diện tích của nó cũng rất là rộng nha, độ khoảng là 90 hecta. Mình không thể nào đi bộ tham quan hết. Mình muốn đi là bắt buộc mình phải đi xe điện, có hai loại xe điện lớn hoặc là xe điện nhỏ nha. Xe điện nhỏ thì mình có thể là đi cho nó chủ động thời gian hơn. Đây, water taxi. Tại khu vực này mình có thể là trải nghiệm đi thuyền trên dòng sông Venice, rất là thơ mộng và lãng mạn luôn nha. Với giá vé là 200.000 đồng đối với vé người lớn và 150.000 đồng đối với người cao tuổi và trẻ em. Mặc dù tuy là buổi sáng nhưng mà cũng có rất là nhiều đoàn tập trung vào Game World để tham quan nha vị. Buổi sáng là một phần thôi, đa phần là du khách mình đến với Game World vào khu vực ban đêm là chủ yếu. Đây, rất là nhiều đoàn này, rất là mát, rất đẹp. Trong thời gian mà khách đi tham quan chụp ảnh, dạ em mình đang quay trực tiếp cho quý vị mình tham quan đi, và tối sẽ quay tiếp tục cho quý vị mình làm tham quan nhiều hơn. Đây, xa xa đằng kia đó chính là cầu Tình Yêu. Cầu Tình Yêu này mình có thể là lên đây mình chụp hình hướng về hai đầu rất là đẹp luôn nha. Mà muốn hiểu rõ hơn về là Game World hoặc là những cái khu vui chơi của Vin á, xin mời vị hãy nhanh tay đăng ký là một chương trình du lịch chọn gói bên du lịch Vietjet nha vị. Dạ, chương trình của mình là gọi là rất là ưu đãi luôn ạ. Nhanh tay đăng ký một cái chương trình tour Phú Quốc của mình á, là khởi hành là gọi là hàng ngày luôn nha vị. Dạ, tour khởi hành hàng ngày luôn ạ, cho nên là thời gian của mình rất là linh hoạt, quý vị mình rảnh thời gian nào đi thời gian đó cũng được ạ. Và đặc biệt là cái mùa vào cuối tháng 11 nè. Dạ, thời tiết ở Phú Quốc của mình là cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Tại đây là thời điểm cuối mùa mưa nha vị, chuẩn bị là qua.